nghiệp phát triển, khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tạo thêm niềm tin cho nông dân. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình cho rằng, so với tiềm năng tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn khiêm tốn, lợi thế phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Để góp phần đạt mục tiêu về số lượng doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 và tăng tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản đạt 3% một năm trong thời gian tới, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết. Chính phủ tin Quốc hội ban hành nghị quyết của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm sẽ được các đại biểu Quốc hội đồng tình ủng hộ và người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với việc tiếp tục miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, cùng phải xem xét kỹ lưỡng, công khai minh bạch, chỉ đạo chặt chẽ trong việc quản lý thực hiện giảm thuế đúng đối tượng, nâng cao kết quả hiệu quả sử dụng đất, hạn chế việc hoang bỏ hoang hóa ruộng đất, không để lợi dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm hoặc tham nhũng lãng phí. Nhiều đại biểu cho rằng chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp cần được xem xét, đánh giá trong tổng thể các chính sách chung như luật đất đai, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại thuế, các khoản thu khác đang áp dụng đối với đất như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cũng có ý kiến cho rằng việc chính phủ đề nghị tiếp tục ban hành nghị quyết của Quốc hội để thực hiện chính sách này là chưa thực sự phù hợp, vì đây là nghị quyết quy định ngoài phạm vi của luật thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được thực hiện trong giai đoạn 2011-2020. Đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Bạc Liêu đề nghị Quốc hội nên xem xét về xây dựng một nghị quyết mới cho phù hợp với bối cảnh hiện nay. Nghị quyết 28 chúng ta đã mở rộng sửa đổi, mở rộng cái đối tượng so với lại cái nghị quyết 55 lên rất nhiều. Vấn đề thứ hai tôi muốn đặt ra đó là gì? Cái đối tượng nào cần được xem xét miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nó phù hợp, chúng ta cũng cần phải bàn, cần phải tính cho nó đảm bảo. Ba nữa là cái bối cảnh hội nhập quốc tế, tại nhiệm kỳ này chúng ta đã tham gia hiệp định CPTPP, hiệp định nữa là EVFTA và EVIPA, thì những cái điều đó là chúng ta cũng phải nên nghiên cứu để áp dụng vận dụng cho nó phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế. Có ý kiến cho rằng việc thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trên thực tế còn một số tác động thiếu tích cực khi không tạo động lực thúc đẩy đối với nhiều đối tượng là tổ chức cá nhân trong việc canh tác, sản xuất trên diện tích đất được giao, gây nên tình trạng hoang hóa, lãng phí nguồn lực đất đai. Có tình trạng đất nông nghiệp được giao không được canh tác hoặc canh tác không hiệu quả và có tình trạng thu mua đất nông nghiệp để chờ nhận đền bù khi các địa phương triển khai các dự án đầu tư. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay, Việt Nam trải qua 39 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 185 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. Về công tác chữa trị, đến nay 267 ca bệnh trong tổng số 325 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh, không có trường hợp nào tử vong. Riêng về nam phi công người Anh, bệnh nhân 91, theo đánh giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng bệnh nhân còn rất nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO là thiết bị tim phổi nhân tạo, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ huy động toàn lực để cứu chữa đến khi bệnh nhân đầy đủ các yếu tố thuận lợi về sức khỏe, có nguồn tạng phù hợp sẽ được xem xét ghép phổi. Thông tin hơn 2.200 công nhân của công ty giày da Huê Phong đóng ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị mất việc do công ty gặp khó khăn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố đã giới thiệu toàn bộ số công nhân này tới làm việc tại 8 công ty trên địa bàn quận Gò Vấp. Báo cáo cho thấy số lao động của công ty Huê Phong hơn 4.500 người, công ty cắt giảm hơn 2.200 người, còn hơn 2.300 người tiếp tục làm việc. Nguyên nhân cắt giảm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều khách hàng của công ty ở thị trường châu Âu và Mỹ đã hủy đơn hàng, không xuất được hàng vào các thị trường trên. Vì thế, việc sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm lao động. Các chế độ, chính sách đối với người lao động bị cắt giảm được thực hiện đầy đủ. Trong đó, công ty Huê Phong chi trả trợ cấp mất việc cho những công nhân làm việc tại công ty từ năm 2008 trở về trước, thời điểm chưa có bảo hiểm thất nghiệp, mỗi người 2 tháng lương. Tổng số tiền chi trả trợ cấp mất việc là gần 53 tỷ đồng.
đối với những công nhân đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, công nhân làm thủ tục để cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định. Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, đến nay nước ta đang có 6 tỷ phú đô la Mỹ, hơn một người so với năm trước. Tổng tài sản của 6 người này nắm giữ lên đến 13 tỷ. Người giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup với 6 tỷ đô la Mỹ. Theo sau là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, giám đốc điều hành của hãng hàng không Vietjet Air với 2,3 tỷ đô la Mỹ. Vị trí người giàu thứ 3 của Việt Nam vẫn thuộc về ông Trần Bá Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco và gia đình. Tính đến ngày 24 tháng 5, tài sản ròng của ông Dương và gia đình được tạp chí Forbes ước tính đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Các vị trí tiếp theo là ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Masan, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Techcombank và ông Trần Đình Long, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hòa Phát. Thông tin doanh nghiệp xuất khẩu